ông lắc chân sao mấy hò bài ấy sạch rồi ăn mấy chứ na đi ăn vô trong tình nắng con đập má na na sẽ đập pe phật phật xây cha xây con bài mấy mà nè nè bà hai chị tiệt tuôn nâng pel đại kê sủng phi tham an đối với siêu VOA cả nâng kỷ lực sủng nuo pi bận trai song thân ạ thông rồi co rồi hốt đo sủng đại chế dạng này dạng nuo tam ca đại kê lực là ngân á tham an lực biệt thiệp thà bây giờ coi mơ tới pa nhà há dân chơi tập hơi nhưng mà nè vì ạ sạc cam dạng này dạng nốt bên tay dân trừ đăng thật táo vi sầm đại cục bỏ ông vì môn màu nắng và chôn lốt và màn hơi và chôn sẽ tập chất sẽ tập bài sẽ tập cao rồi hơi mẹ nế ôi lốt tù riêng vô bệnh đất nà tư lốt tàu lê rùi hơi ôi lốt tùm bên cũng lăng sẽ tư thơ ấy đô chứ không ai tiết tờ hơi chẳng mà có là tục tục ôi lốt nắng cung chi rửa xây chạc tờ cho rồi xây chá nó mình ọt bởi dấu chứ rồi xây chá nó có ai miền đầy miền bà la ít ca bia tập biến thamay trong bàn này chân này dân cũng thấy xây chá nó ọt bởi dấu chứ miền bởi dấu nếu bắt đầu chìa một lúc đâm bay ôi tập biến nó bị lụt bàn lọ mình chân á nâng bánh tới rồi xây chá nó ọt miền lụt tù nà tí đi nếu chân nếu miền đầy miền ấy đâm bay sạc ca bia nè tập bèn chẳng rư say cha nâng dương ắt miên sừng khâm tha nâng đo nâng ấy nè này khiu sừng ngắt ấy to từ tí đến miên từ cha từ cha từ cha từ lỗ đào ngày muối ta mừng sạ mà về mòn nè hai rư say đã trâu lụt loa nâng cứ tụm bèn chẳng bởi dương chẳng bẩn đo đầm mình ai tụm bẩn đo rư say cha nâng ôi lụt từ chừng nhà mày tới cứ trâu tay bẩn đo tụm tụm bèn đang chẳng đang đợi tham à, trời đang đầm bay cùng ao dương miền phía lùm yên, đôi thà tục cha cha nông ót phải giàu so, vì mình đây dân thế ở bản đình chẳng nghe, tôi bay chỉ dương đầm chìm cá còn chẳng đây, vô phật cứ trâu được xa, đầm cha cha đầm bay vô phật là hố đỏ đầm bay vô phật bây giờ đầm tầm nam cha nông máu, ôp thấm tầm nam thay mình chẳng ấy, mình chẳng ấy. Nông hỏi được chứ nè nè tầng ọc nè tầng comment tầng cha nâng cứ tha sất tầm miên đầm lai sất tầm mà VIP tầng ọc mà nô VIP miên đây tha mà nô miên tầm lai mà nô miên phải giàu nè ngài phần là VIP không ai dẫn tầng dễ VIP đỏ làn tầm nợp tôi là bật tục mà xin tầng trẻ tôi là sẽ bất nạc thật bất mà sắc xa bị thờ VIP nơi American cái pra sơm rap mà nước na đầm miên phải giỏi, đứa con sấy đầm miên phải giỏi, prapra bàn, mình và can miên cỏ, ôi ta mà nuôi nâng chim mà nuôi miên phải giỏi, cha ta mà nuôi VIP, chăng cha cha con miên là biết VIP bà cha cha này, mẹ nè, nơi ai chim mà lốp, nơi ai chỉ ti cọ cái đầu này côn, prosay ở chân tứ, nâng miên phải giỏi, bỏ cọt chân mày già, nè ngay, vấn là bây giờ mình che sầm lăng mơ bây giờ pi mình nuốt cục khnhi tới dương cuối tập tổ khnhi anh ấy mình cất anh nuốt mình cất anh ấy mình cất mình thiết bị xây cục giang nè chôn chiếc bệnh đất đất lô cái lấy các hình bây giờ chẳng ao nhận nhầm mình nuốt áp ất và nhá rồi co khoa sầm mặt tập hiệp để che tập tổ tha anh ấy về mình cất anh ấy về mình cất anh lâu dương cất tha xây để thọc chiêng liềm mộ tiệt ở lâu vấn là bao kia che chân ấy ban bây giờ vậy ban cho tôi thứ chi cho tôi nên ngày họ thật cục vàng họ được dùng sọ bát cháo bên này cháo sau kế chắp cho cốt trên một bên trái ong lề cái vô từ trên này nó không cục ạ mẹ nè nên ngày miền này khá tư Australia chân tư tôi buôn đau vây đa cặp ấy chân tư chắp cho cục buôn đập cho nắm trên một bên trái ong lề trên một vị trí Rossi bán cái ngày chân tư thật cục vàng đôi nẹ chùm nuôi chẳng đa tôi ná có cái lấy khơi cả lại trình lôi này nẹ chùm nuôi nhé anh ấy vừa thời chết trình lôi anh ấy vừa chết trình lôi ai tây dương ăn miếng cầm nết chỉ nẹ business tới đa tôi ná son là hột đang rồi gì vậy thế khơi nhật thmó gì mạch đại mẹ nè nên là lúc đôi bờ ăn bánh nhà đôi cô tôi rồi thật smile thế tôi đó
vì mình ai chả apply chỉ muốn đom thợ mò bàn này, bên bờ chiên cầm nu chiên chầm lạ khơi đom thợ mò đôi khơi mì hả chẳng, vô mới chả lụ ở nhận nhóm bàn lồi liềm, miên đi tham vật thọ tẩm, ô nó không nông lộn nó xuất từ miên đầm lai ở từ dân chế, chỗ này, giờ lẽ, nó ngài, ba sông su mới tiệt, ông pi và ông tha đọc thuốc, sai chỉ đôn chỉ ta, pe sai chấn hãy con chắc muốn tha miền sang này cả tha đợt thuộc đến mẹ nó ngọt tới cao bẹt mau bị đời xa thuộc nừng mau bị dân thoái về để đừng thoái sai nữa mà đức mình thà chẳng tiền nó nè ngài mà cần ăn che ưu tiền ho mà cần chỉ đức chỉ lấy xong phòng tha dương tụ bỏ bài bình ấy ôi bạch ấu bạch mai bạch nhiệt bạch sẵn tàn bình đến bởi dương thơ chôn cá và giá trị thông chiên không hỏi ưu ưu tiêu hỏi dương tụ bỏ tới vì mình bà lạ vọt nông này chẳng á nên là dương kịch ấy tụ chùi bạch bình tụ đón xong bụi bạch luôn này tụ bỏ tới vì bà lạ vì bà lạ bởi hiệu lộp hay thiệt bất đâm bay ở ban chưa có sao cả làng không chết với miền tư sùm ạt vót ảnh nâng bàn lọ mà anh dây nông này nâng ạ hay đòi dân kích nâng hay tôi đọt thuộc nông bà hiếc nông ấy tư về khám áo bà hiếc khám áo ấy ọ tử hãy chờ chọn ba rù xa ạt hết thuộc bà hiếc khám áo ọ bà rong mà nè kết xua con cha tha con cha khơi anh bà ạ nâng ạ nâng ạ nâng ạ sạp tiết tư nâng ngày nâng ngày mà chả lời hay ta bạch mên tên rưu cơ tha bạch mên rưu cao đây này cao nó mà đã khơi như thế bà nó bởi bạch nông chất ở mà khơi bạch nông chất cứ xâm đau từ đó tu là hêm làm bỏ chất khả nạ na chất là hêm làm khả nạ nâng chất bạch bạch nông vừa hêu vừa khliên khả nạ nâng chất dương nông vừa là hêm làm vìm cục ở nâng chất bạch mơ tớ khơi khúc nia lử ai bà thay chọn tầm mơ bạch thàn bạch nó dơ người nào tầm mơ khởi nâng à và miền ấy tiền đấy bà ờ hả ờ nâng à và nâng à nên bà to tiết ờ mòn lỡ anh miền ấy đọc tới chê ờ mòn nhìn nhóm chọn xuống màu cạch cạch ở hai cái màu trên này bị đào máu dù hay như vậy mà cần phải cần lưu môi tập chọn mà trả lời bàn chán nhẹ một xuống màu triêm triêm mà trả lời bị nhấp nhấp trả lời mùi tiệt hay tầm khơi đào mót mà trả lời bị dìa off về mòn cái na snap thua bằng trăng thật lưu bằng miền sang đi ca tha tự đoàn địa cả đời bớt sinh chỉ dương thay công pre hay bát na bon chẳng vì chỉ bạc hay cả na bây giờ con cả na tha con từ vót thay công pre thay công bát sang đầm bay ban bon hay con cha sắp thoa con cha tha vì chỉ ạ có sao bạn cả na vô tha pel từ thành công pre thành công bà son ní cứ chia ca sang nơi cổ sal là cầm vậy pịa mười nhận nhôm chập chầm pe để dân thành công bà ông trong ban này ban nữa nữa đại ban phai bà ông bên tên này cứ thay một cung khăm mọi bọn vô lên đây là bay theo bọn nên đi phải tốt bàn bọn chờ bọn vọt nô đưa gặp bọn nô khăm ai đừng sợ bàn bọn đồ bọn nâng đi bàn bọn chờ nâng thay một cung bàn đặt khăm mọi bọn này bạn phải cùng bọn mình tên này bất phải cùng bọn mình tên bọn mình tên ở mình chia tu rụp ấy để dân mơ khơi nhỉ
ពពុតគឺសំដៅទៅដល់ទួបញ្ញានៃការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហើយទួបញ្ញានៃការត្រាស់ដឹងនៃសច្ចធម៌នោះយើងអាចពលត្រូវរឿងនឹងបានដោយសារបញ្ញារបស់យើងដែរសបុញញាតញោមខ្មោចផ្សាយអង្គមខ្មោចព្រះអង្គថារឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចពីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ងថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប៉ះអាត្មាហើយយើងចង់ដឹងថាថ្វាយបង្គំមិនឲ្យត្រូវនឹងមើលតែពុទ្ធគុណធម្មគុណដែលយើងសូត្រហងឲ្យប្រែឲ្យសង្កេតនៃវាឲ្យតែច្បាស់មកអោដូចជានឹករលឹកដល់គុណព្រះអង្គសំដៅទៅដល់វិសុទ្ធិគុណមែនទេករុណាគុណនិងបញ្ញាគុណអញ្ចឹងវិសុទ្ធិមានលោភៈទោសៈក្នុងហ្នឹងឯងមានទេហើយដល់ពេលយើងទៅថ្វាយបង្គំមិនតាន់បានអីចង់បានអីមកវិញភ្លាមឥឡូវស្មែលើកឧទាហរណ៍អញ្ចេះបើយើងរៀនបរមត្តធម៌ងាយងាយយល់ខណៈទៅថ្វាយបង្គំនឹងមិនមែនអត់កុសលសោះឯងមិនអត់ទេណាបើចិត្តជាកុសលអត់កើតយើងអត់ថ្វាយបង្គំទេពេលហ្នឹងបើមានមានអ្នកប៉ុន្តែសភាពចិត្តហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាលឿនណាស់ម្ដងកុសលម្ដងអកុសលបើគណៈពេលកុសលកើតឡើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺជ្រះថ្លាអត់មានចង់បានអីទេដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹកឃើញដល់ការសន្សំបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹកឃើញទៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺលុតជង្គង់គ្រប់ថ្វាយបង្គំមកដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តថាព្រះអង្គគួរតែទទួលបាននូវការថ្វាយបង្គំហើយមិនដឹងបានអីជាងនឹងមានតែថ្វាយបង្គំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលសុំឲ្យសុខអញ្ចឹងចុះអានឹងស្នងអាសុំរង្វាន់អាហើយអាទួសុំរង្វាន់មកវិញហ្នឹងស្អីគេមិនមែនកុសលទេលោភៈទេវាអត់មានរឿងក្មេងរឿងចាស់ឯអាហ្នឹងកាលណាដឹងកាន់តែច្រើនវាល្អកាន់តែច្រើនកាលណាមិនដឹងអាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានកុសលហ្នឹងនៅក្នុងមហាប្រធានព្រះអង្គសំដែងថាកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលក៏មានកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតអកុសលក៏មានអញ្ចឹងបានបើយើងបានលំអិតពីរឿងដំណើររបស់ចិត្តបន្តិចយើងដឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចបឋមជួនហ្នឹងម៉េចអត់ប្រឡាក់កើតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដឹងហើយថាតួបុណ្យគឺជាសភាពស្អាតមែនណាប៉ុន្តែទីតាំងរបស់យើងនៅតាណាហ្នឹងទីតាំងរបស់យើងនៅតាណានៅក្នុងភាពជាបឋមជួនមែនណាប្រៀបដូចជាយើងនៅក្នុងបឹងភក់មួយអញ្ចឹងគេថានោះនៅលើគោកនោះស្អាតកន្លែងនោះសភាវៈដូចជាព្រះនិព្វានស្អាតអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏កលេសឃើញថាដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងស្អាតហ្នឹងត្រូវឈានទៅប៉ុន្តែគណៈពេលទៅឈានទៅនឹងអស់ប្រឡាក់ភក់នៅអស់ប្រឡាក់ភក់នៅជន់មកឆ្វាច់ទៅនឹងសិប្រឡាក់ភក់រហូតប៉ុន្តែអាការព្យាយាមនឹងវាប្រឡាក់មែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកំលៀតនៃច្រាំងនឹងយើងនឹងវាកាន់តែគៀកទៅសួរថានៅពេលដែលប្រពុតនៅជាពុទ្ធសាសនាមានអកុសលអត់អកុសលរាល់ថ្ងៃដូចតែយើងអញ្ចឹងខែងយើងសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាមានប្រពន្ធមានកូនអីអញ្ចឹងហ៎ហើយអាយកប្រពន្ធនឹងកុសលដែរអកុសលពេញទីមកជាពវេសន្តរបួសក្នុងព្រៃចុះឡើងចុះឡើងវិលចូលនគរវិញបើអត់មានអកុសលវិលហូរមិនកើតអនុគរនោះលោភៈវាជាប់ជាមួយនគរនោះប៉ិនវាល្អិតល្អិតកន្លែងហ្នឹងបើយើងមិនបានសិក្សាទេយើងចេះតែឃើញថាតាំងពីយើងមកថ្វាយបង្គំរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងមកបំពេញបុណ្យទៅវិញគ្មានចែកបាបអីគេទេចែកតែបុណ្យទេប៉ិនបាបមកកណោមកហ្នឹងឧទាហរណ៍កំពុងបយលធរញាតិញោមថាអញចង់ដឹងរឿងនេះចាប់តែអាត្មានិយាយប៉ះរឿងអីមួយឬក៏ពាក្យគេហៅថាចំអាស់អីចឹងហ្នឹងខ្នឹសចាប់ភ្លាមស្អីគេអាហ្នឹងតោសៈភ្លាមទៅហ៎អាទៅហ៎គណៈទៅហ្នឹងប៉ិនបើយើងអត់យល់ពីដំណើររបស់ចិត្តអីយើងគិតថាយើងអញមកធ្វើបុណ្យមកស្ដាប់លោកនេះនិយាយដូចព្រហ្មាញ៉ាចឹងទៅភ្លាមអាគណៈទៅហ្នឹងមិនមែនកុសលទេគឺជាតោសៈយើងដែលសង្កេតទេហ្នឹងហើយថាវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចនិច្ចកាលអញ្ចឹងដែលឈ្មោះថាកុសលអត់មានទោសហ្នឹងទូកុសលទូបីជាកុសលនឹងប្រះចាកបញ្ញាក៏ដោយស្អាតបរិសុទ្ធប៉ិនតែពាក់ប៉ុននឹងការចង់បានអីមកវិញហើយអាចក្រៅពីលោភៈមានស្អីចង់បានញាតិញោមក្នុងលោកនេះមានស្អីបានមកហើយ
ទៅជារបស់យើងកើតកុសលពេលនេះហើយក៏អស់ទៅឥឡូវកំពុងឃើញហ៎ឃើញហ៎ឃើញហើយក៏អស់ទៅកំពុងឮហ៎ឮហើយក៏អស់ទៅកំពុងគិតយល់ថាស្មែនិយាយថាម៉េចមានចិត្តបែបហ្នឹងមានហើយក៏វាលត់ទៀតហ៎អញ្ចឹងបើវាជាផ្លិចហ្នឹងឥឡូវអាត្មាសួរថាអាត្មានិយាយបានប៉ុន្មានម៉ាត់ហើយទៅអស់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានការសិក្សាពីដំណើររបស់ចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់អាត្មាមិនមែនបដិសេធថាឥឡូវយើងថាអីហើយឲ្យក្មេងៗយល់អញ្ចឹងមិនកើតបើយើងចាស់ចាស់យើងរៀនយូរទៅយើងដឹងថាអាហ្នឹងកុសលនិងអកុសលចុះក្មេងបើមិនប្រាប់ថាអញ្ចឹងវាមិនកើតវាអត់កុសលអកុសលអត់និយាយពីក្មេងពីចាស់ហងដោយថ្ងៃមុនគេសួរអាត្មាថារវាងប្រព្រឹត្តបាបដោយដឹងនិងមិនដឹងណាទោសធ្ងន់ជាងណាពាក្យថាទោសវាចែកជាពីរមួយទោសគេឲ្យមួយទៀតទោសតាមសភាវៈអាទោសតាមសភាវៈណាកាន់តែមិនដឹងកាន់តែអសន់សោយធំតែបើទោសគេឲ្យគេអាចអនុគ្រោះបានឧទាហរណ៍យើងអត់ចេះនិយាយមួយលោកទេនិយាយជាមួយអាត្មាអាត្មាទៅអាត្មាមកអញ្ចឹងណាវាអត់មានអកុសលទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅដូចហីមិននិយាយមួយលោកអញ្ចឹងអានឹងគេថាមិនអញ្ចឹងអានឹងគេថាហីមិនក៏និយាយមួយលោកអាត្មាទៅអាត្មាមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងសភាវៈខាងក្នុងមានទោសហេះអត់ទេអត់ទេពីព្រោះដោយសារតែយើងអត់ទំលាប់និយាយយើងអត់ចេះនិយាយពាក្យជាមួយលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងអត់មានអកុសលទេយល់ទេហ្នឹងហើយមួយទៀតទោសដោយធម្មជាតិទោសដោយសភាវៈអត់មានលើណាឲ្យដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដើរទៅក្នុងព្រៃមានចកាមានមួយយើងអត់ដឹងថានឹងមានមីនស្រាប់ផ្ទុះមីនដាច់ភឹងជើងដាច់ប៉ាត់យើងអត់អាចនិយាយថាហីអាណិតគ្នាព្រោះគ្នាមិនដឹងទៅឲ្យដាច់ជើងអញ្ចឹងបានទេទោសដោយសភាវៈណាកាន់តែមិនដឹងកាន់តែទោសធ្ងន់កាន់តែមិនដឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យល់ទេកាន់តែមិនដឹងដូចមនុស្សដែលចាញ់បោកគេអញ្ចឹងកាន់តែមិនដឹងគេបោកកាន់តែស្រួលមិនអាចនិយាយថាអីគ្នាល្ងងមឹងមឹងមិនក៏ទៅបោកគ្នាអញ្ចឹងហាមកពីល្ងងហ្នឹងឯងមកគេបោកយល់ទេអីគ្នាល្ងងមឹងមឹងមិនក៏ឲ្យគ្នាក្រអញ្ចឹងហាមកពីល្ងងហ្នឹងឯងមិនក្រអាហ្នឹងទោសដោយសភាវៈមិនអាចអ្នកណាលើកលែងបានទេកាន់តែមិនដឹងកាន់តែពិបាកដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាព្រោះតែអវិជ្ជានឹងហើយបានជាឲ្យធ្វើអំពើកម្មដែលមិនល្អឬក៏ល្អនៅក្នុងកុសលជាលោកយៈនឹងដែលជាទួសាងនៅភពជាតិកំណើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះព្រោះតែអវិជ្ជានឹងមែនតែនទៅគ្មានអីចង្រៃជាងអវិជ្ជាទេក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែបើយើងថាក្មេងឲ្យគ្នាមកដឹងមួយចាស់ដូចចាស់មិនបានអាហ្នឹងយើងអ្នកថាក្មេងខ្លះគេឆ្លាតជាងយើងផងឥឡូវវាកើតពីការរៀនតើកើតពីការដូចស្មាទៅកូរ៉េក្មេងៗនៅកូរ៉េយល់មុនយាយយដល់ពេលគាត់យល់ធัวគាត់អង្គុយពិបាកចិត្តថាមិនដឹងនិយាយប្រាប់ម៉ែថាម៉េចហើយយើងចេះតែគិតថាក្មេងហ្នឹងចេះចាស់ហ្នឹងចេះជាងក្មេងតាមពិតភាកច្រើនពីមុនមកយើងមិនមែនចាស់ចេះជាងក្មេងទេចាស់គ្រាន់តែមានរបៀបរបបជាងក្មេងអាហ្នឹងត្រូវដែលថាចាស់ចេះជាងក្មេងក្នុងពធរបស់ព្រះពុទ្ធអាអត់យកជាការបានទេកន្លែងហ្នឹងបើចាស់មានរបៀបរបបជាងក្មេងអាហ្នឹងអាទទួលស្គាល់ដឹងថាអូទៅជួបលោកធ្វើម៉េចទៅជួបលោកថ្វាយង្គមម៉េចអាហ្នឹងមានតែឲ្យយល់ដឹងជាងក្មេងអត់ទេអាហ្នឹងអាស្រ័យលើរៀនចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយតែរៀនតែគិតតែពិចារណាគង់តែយល់ហើយមែនទេខ្មែរឆ្លើយនៅសំណួរនឹងនៅឬក៏មិនតាន់បានឆ្លើយទេសួរហ្មងទៀតយល់ហើយយល់ហើយហ្នឹងហ្នឹងចង់សួរមួយទៀតពេលកណាព្រលឹមឡើងកណាតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខបានចម្រើនសូមឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំបានសុខបានចម្រើនតើនឹងជាអកុសលដែរអត់កុសលឬអកុសលអាស្រ័យទៅលើដំណើររបស់ចិត្តនឹងទៀតជួនកាលពាក្យនិយាយដូចពពុតចឹងដូចអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់មកចឹងប៉ុន្តែអាការយល់របស់យើងវាអត់ដូចចឹងណាឧទាហរណ៍ថា
ពាក្យថាសពេសតាអវេរិហន្តនឹងពាក្យដែលចម្រើនណាពុទ្ធត្រាថាសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងកុំមានពីវេរិណាអវេរិហន្តនឹងកុំឲ្យមានពីសុខិតាហន្តឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខពាក្យចេញពីពុទ្ធចេញពីបតីដ៏បរិសុទ្ធគឺបតីចង់ឲ្យគេបានសុខមែនអត់ទៀមទាសុខមកវិញទេប៉ុន្តែយើងតែឲ្យគេបានសុខឲ្យខ្ញុំបានសុខដែរនេះវាជាប់ជាប់ខុសពីព្រះអង្គនឹងជួនកាលជួនកាលជន់សត្វអញ្ចឹងអូសពិសតាវិរិយហន្តខ្លាចគេមកសម្លាប់វិញវាខុសគ្នាខុសវានៅតែជាប់នឹងខ្លួនឯងនឹងពុទ្ធអត់ជាប់ទេបើថាចង់ឲ្យសត្វបានសុខនោះគឺថាស្អាតចេញទៅតែមកអត់មានទៀមទាអីមកវិញទេបតីហ្នឹងតែពុទ្ធជនយើងនឹកពុទ្ធោក៏ដោយដល់ឃើញផ្ទះបាញ់ពុំផ្ទះបាញ់ផាំងពុទ្ធោអាហ្នឹងមកពីអីមិនមែនរលឹកគុណពុទ្ធទេខ្លាចផ្ទះបាញ់ទៅយល់ទេយល់ទេយើងនឹងវាជាប់នឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានកុសលស្អីក៏ដោយវាត្រូវកាត់បន្ថយដោយសារតែអាខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាឆាប់តូចចិត្តវាឆាប់អន់ចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សណាដែលយើងជួយហើយគេមិនដឹងគុណអីចាំងតាំងលើកបើវាចេញដោយស្អាតបរិសុទ្ធណាអ្នកគេដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយអត់មកប៉ះពាល់ទេដូចប្រតិយរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រតិយចំពោះសត្វលោកទូទៅប៉ុណ្ណាមានប្រហែលទេវតតប៉ុណ្ណឹងដែរព្រះអង្គអត់មានរំលឹកទេទេវតតនេះមកបួសរៀនដងអញក្រោយមកមានលៀបមានសការៈមកក្បត់អញអីណាល្មលគុណអីណាអត់មានប្រពន្ធអត់មានពីព្រោះព្រះអង្គអត់មានទៀមទាអីពីសត្វទាំងអស់នឹងឡើយមានតែការចែករំលែកទាំងដោយផ្លូវវិជ្ជាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ទាំងដោយបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងចង់ឲ្យតែសត្វបានសុខចឹងប៉ុន្តែចង់នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈលោភៈដោយបតីករុណាយល់ទេតែសត្វលោកយើងវាយ៉ាងម៉េចនោះវាទល់តែយើងសិក្សាពីសភាវៈនឹងពិតយ៉ាងណាថាតើលក្ខណៈលោភៈនឹងម៉េចបើយើងមិនស្គាល់អាលោភៈនឹងមិនច្រឡំថានឹងកុសលទៀតអញ្ចឹងចេញងាយរួចទេព្រះអង្គថាតិចណាស់ដែលបានឃើញអាហ្នឹងចិត្តធម្មតាតែយើងដាំដើមស្វាយយើងមិនចង់បានផ្លែស្វាយហ្នឹងឯងបានវត់មួយដើមស្វាយហ្នឹងហ្នឹងឯងដឹងចង់ដឹងថាវាមានលោភៈអត់នៅពេលដែលយើងចង់ដាំចង់បានផលរបស់វាជាការពិតណាស់ប៉ុន្តែដល់វាត្រូវស្អីស៊ីអស់ទៅជាមួយចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តនឹងម៉េចអន់ចិត្តទេណាទៅ7កន្លះហ្នឹងនៅម៉ោងទៀតហ្នឹងហើយដែលយើងមិនដឹងដល់ហើយយើងបន្ទោសអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយអត់បន្ទោសធម្មជាតិទេព្រោះលោកដឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដាំនោះសឹកតកៅស៊ីអស់លេងវាមិនដែរអត់ហេតុទេគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះមិនដែរអត់ហេតុទេដល់ពេលឃើញសត្វវាស៊ីអស់ទៅលោកសម្លឹងមើលថាហេតុអីបានវាទៅជាអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផលនឹងគង់វង្សដាំលើក្រោយលោកពតអានាងកុំឲ្យសត្វស៊ីមិនបាច់ចាំខឹងនៅនឹងរស់ហេតុរបស់វាការពារយ៉ាងម៉េចនៅតែធ្វើដដែលប៉ុន្តែរស់វិធីសាស្ត្រណាដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារវាឲ្យគង់អរិយបុគ្គលក៏លោកនៅធ្វើតំណាំធ្វើអីចឹងដែរយល់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអំពើជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងវាខុសគ្នាតែបន្តិចឯងគិតខុសគ្នាតែបន្តិចឯងអញ្ចឹងឯងដល់ខុសគ្នាបន្តិចដូចតាឡានចឹងបើកផ្លូវមួយគ្នាតែកន្លាច់ផ្លូវតែបន្តិចក្លាប់ងាប់អាគេបើកអត់អីផងណាតែយើងខុសផ្លូវតែបន្តិចឈឺចាប់ទៅធ្វើទៀនដូចគ្នាធ្វើខុសតែបន្តិចឈឺចាប់មិនមែនទល់តែធ្វើបាបបានឈឺចាប់ឯណាទៅធ្វើបុណ្យក៏ឈឺចាប់ដែរទេហោយកទាំងខាន់មកប្រកេនថ្មថ្ងៃនេះអញស្មានដល់លោកអត់សឹកស្អែកឡើងថ្មសឹកយកពួនបាត់បុលយកខំភ្លាមហើយបើគិតខុសគ្នាបន្តិចអីមុនលោកសឹកអញប្រកេនទៅហើយសិនហ្នឹងសឹកថ្ងៃណាសឹកទៅសบายចិត្តបាត់កញ្ញាហ្នឹងហើយអត់ជាពាក់ប៉ិនមិនមែនបានន័យថាអត់ជាពាក់អត់ធ្វើទេមិនមែនទេធ្វើដោយសบายចិត្តធ្វើដោយយល់ពីប្រយោជន៍ឃើញទេអញ្ចឹងគំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គត្រាស់អរិយមគ្គហ្នឹងដាក់អាសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងដំបូងគេអាយល់ត្រូវអាយល់ត្រូវតែយល់ត្រូវធូរភ្លាមមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ផងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយអាត្មាធ្លាប់ឃើញញាតិញោមលោកឧបត្ថម្ភលោកសឹកជាម្ដាយប្រយ
mà thà phiếp chư chắp mên đó thơ báp đó nà à thơ bon đai hay thà thơ bon hồi ngày nưng vi bông cóp lô phẹ nó nưng nà vi cóp dương ọt đăng thà nưng lô phẹ lục nè lục côn anh lục côn anh lục côn anh đầu lục tôi rót an nà này tiết dạ à là cặp ấy cặp pơ là mờ côn á vừa về băng nè ngài tăng lợ hay cực đặc luôn anh là ó nè chẳng ai ban phổ phật tha bắp bạc ca rơi chôn nè chi bộc côn cro không lục nè nè đại thừa côn đo kế đại chặt tha chi bộc côn cro nó cứ bộc côn đại chui cái hay ót tiêm tia phò tọp sơn ngòn thì bộc côn nó cro ắt tiêm tia thì cầm lại thay lại tiêm tia ca đăng côn ca một chui tụm nục bầm rồng bên sông bay tập biệt thợ o côn nó có một trong bàn đây chân bàn tiên là bao sao bảo cứ tua thì oi đòi cổ rộp biệt thay cổ rộp nó cổ rộp nẹt tụt tua tiền oi kì tụ bay oi nẹt cầm sót cái đôi tụ đây oi nè cái đôi ắt miên tăng chất anh nẹt chui đó thở thở tam anh nhá ắt miên chăng này căn thì oi căn được cổ rộp kì nó chỉ tiền bao sao bảo pru ắt miên trong bàn ấy tụi lo một mình thì thoại bằng cốm này con cái ná trong miên sầm nô xua tha rồi viên nẹt chạy thò chân nâng nẹt chạy thò tích dục một pran đi bắt hai nẹt chạy thò chân mình pran đi bắt tao mũi na sầm khăn chơi này con lời thưa mẹ xua vinh mà chạy rút kia chỉ chầm lao nha dưng sọc cọp hiệp bò dưng vì miên chi miên chư thò mặt đà mày nè hai nếu không tiếc nâng miền thân em mà tù mà nước pin nè miền sọc hiệp nâng mình lọ đôi khnề mũi che một thân em nâng tưởng ngọ mũi tiết cọt che ban tập pin bay mẫu bay cọt đăng chiếc ba thả nâng thầu mũi anh cọt vô lẹp mũi tiết che chắn bên đăng lẹp bà nè nà còn ba chiên bên này bị phép còn ba chùm buộc luôn cọt toán nẹt che tích tại đăng thân em để trâu lẹp còn ba chiên bạn thấy bao nhiêu nước trong sang của giỏi đó nè đất tí anh nè chết tham tích chui cây bàn tích chiềng anh nè chết năm chén ọt lẹp luôn ai mấy ọt luôn có khay mến bạn phải chết năm chén chui cây bàn chén chiềng chúng ta đầm lây nơi của giỏi tha khoản ba chiến ta nó không lệ cả nà ấy bao bây giờ chấm buộc luôn ai nè chết tích tại prada bàn bàn lõ còn ba chiềng nè chết chén ọt prada bàn không bây giờ tê tại bờ trái của giỏi đó nè đất tí nè chết tích prada bàn luôn ai ọt chén dây phép kế kì mình ai tự tu phật ấy ban bị quạt đi, tại bên này chơi chơi khôn anh Phật bà ở lo mến bên này dễ bị vô cái ban chơi, anh nó bị chơi sự nghiệp cái tại khôn anh ở đây anh bỏ ông thang đôi mình nữ căn phơn hay khôn anh khoạn, bị chơi khôn anh làm sao vậy, bên tay ai chơi cái đào bàn nhớ lắm, chân group kia xuất từ VIP từ đại, nè. Phật ắt đael ới jeung mô riên sôt ấy nam mô tassa ấy chăng thế cứ ới yol hay yol mô prat bat nưng sum khan ha